Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Chiến binh tối thượng thôi. Trong clip lần này mình muốn khoe với anh em cái tài khoản nông dân của mình cũng như ai nha, bảo cũng sẽ ép được lên Golden Tuy là 3 sao. Và mình cũng muốn thông báo một vài tin với anh em là không biết anh em có thích chơi cái sự kiện tặng quà đã không, mà mình thấy cũng chỉ được tầm chục bạn chơi thôi anh em ạ. Chục bạn chơi cái sự kiện là Noel đấy. Và mình tặng cho anh em cái thẻ tháng ấy, là có vẻ các bạn anh em không có hứng thú mấy nha. Thì mình sẽ vào đây và anh em phải ghi rõ tên ấy vào cơ thì mới được duyệt. Thôi để tí nữa mình quay vào cái đấy sau, thì mình sẽ ép qua con Golden Pizza lên 3 sao trước nha. Và mình nói qua về cái cuộc thi Giáng sinh ấy, cái sự kiện Giáng sinh. Trên chúng tôi là thành công di chúc mừng lên là lên luôn rồi. Được quá nhỉ, đột phá thôi. Đột phá này thì không đột phá được lên một cấp rồi thì thiếu mạnh, không biết đột phá được bao nhiêu công thì lên. Mười mảnh nữa lận. Cho nó mạnh lên chút nha anh em nha, đợi mình một chút này. Ô, cái này bỏ qua đi, tí mình ép sau. Sổ, 328 vạn. Cũng gần 100.000 lượt chiến anh em, đừng đùa với pizza của chúng tôi. Thì ta ép một con nào đó lên vào 120. Ép con kit bư lên vào 120 trước này. 40 mảnh kit bư. Đủ luôn, chưa đủ. Nhưng mày thì sao? Cũng nên mày Zaco à? Mày kiếm một Zaco mình ép đi. Sao tiệm vào có đủ 2.000 không? À, tiệm đá hồn A đủ này anh em này. Làm con Zaco thôi, tế đàn đi. Rồi, làm mấy nháy này là phát là được con Zaco hay ép. Các bạn trẻ lên anh em ạ. Đi ra đột phá cần 5 anh hùng vé đớt. Chết rồi. Cái này thì thiếu rồi anh em ạ, thiếu cả con kit bư này nữa. Con kit bư này cần bao nhiêu mảnh nữa đây? 40 mảnh này cần 15 mảnh nữa. Thiếu một con tướng ép. Tình hình này là thiếu rồi.
nữa thì là 36 rồi các bạn. Thiếu rồi, không đủ đâu. Đợi thôi. Đợi mấy hôm nữa ép kit bư lên pizza tiếp theo lên. Cũng ra gì vừa này nọ đấy. Ép thử ải 48 này xem nào. Ải 48 thủ lĩnh nhỉ. Ép luôn. Cũng đội hình như ai nha bạn. Đội hình này cũng là đội hình tầm về late game rồi. Tôi được luôn rồi. Khả năng chống chịu cao. Anh chị bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta cố lên ạ. Đúng rồi. Bây giờ thay khí ra thành Vegito thì ngon đấy mọi người. Chẳng cần chơi cái gì luôn. Easy luôn thôi, nhưng mà mình nói qua cái phần làm thi đã, tí mình quét lại sau nha. Đây anh em ơi, cái phần bài thi của mình với nhóm Asura Senpai mình đã chỉ anh em là đây là những cái bài thi viết, cái bài thi mà chỉ có hình không như này nha thì mình sẽ chắc chắn là không duyệt đâu anh em. Bài thi mà mình có duyệt thì mình cũng không cho vào vòng 2 đâu, bất kể là tự vẽ hay là ở đâu đi trong nữa. Anh em phải ghi tên đầy đủ vào ấy chứ. Này như bài này thì mình mới duyệt này. Mình duyệt đấy. Đấy, duyệt vào đây nha. Chúng ta phần là anh em thích vẽ thôi, chứ còn là những cái bài video ca hát nhảy múa thì anh em công ca hát nhảy múa thôi thì khi vẽ cũng được, anh em khi vẽ ổn hết mà. Anh em phải chịu làm mới có ăn chứ. Đây kể lại cuộc thi anh em đọc kỹ đây nha, đọc kỹ vào đây thì mới được vào vòng 2. Vòng 2 thì mình sẽ tiến hành vote luôn trên cái fanpage này của mình, ở trên cái group này của mình, tiến hành bình chọn thôi. Bình chọn bạn nào được bình chọn cao nhất thì được giải. Ngày 20 là thì bắt đầu tiến hành bình chọn nha. Hôm nay tính ra là ngày 16 rồi này. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, bốn ngày nữa, còn bốn ngày nữa thôi. Thông tin với cả phần thưởng thì trong clip mà mình đã nói rõ rồi, là nhất được một thẻ tháng, giải nhì được 40k, giải hai, giải ba là 20k. Điểm qua sơ sơ ở đây thì có mấy bạn là hợp lệ này, bạn là Nguyễn Hải Hoàng hợp lệ rồi này, Bobo này. Này không ghi tên nhân vật vào đây thì không tính này, không chỉnh sửa đăng lại ảnh thì loại. Bạn thứ ba là bạn Lâm Thị Sa Nay, bạn Son Goka bốn rồi, bạn Su Trần là năm rồi. Firefly là 6, chúng ta có 6 bạn hợp lệ thôi. Rất nhiều bài up những cái ảnh khác, những cái clip hát, nhảy múa ca hát khác, mình loại hết rồi, mình không duyệt.
Tính ra thì ở đây nó mới có 6 bạn hợp lệ thôi. Cuộc cạnh tranh của 6 bạn. Ok, nho nhỏ thì các bạn ấy càng đỡ cạnh tranh càng là càng ít người càng đỡ cạnh tranh càng. Với cả mà cái cuộc thi lần này không thành công này thì chắc có lẽ cũng lâu lâu nữa mình mới tổ chức anh em ạ. Có vẻ anh em không hào hứng mà anh em chê tiền anh em ạ. Chê tiền, anh em chê quà thôi thì thôi vậy. Ơ mình đỡ mệt. Ta lại quay lại trở lại game thôi. Rồi, thời lượng video của mình cũng xin đến đây là hết anh em ơi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha anh em nha. Bye bye anh em. See you again. Bye bye.